Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hello, xin đón chào đây gia đình mình nha. Đây các bạn, hôm nay á là bàn giao công việc. Hôm nay là thành viên mới. Thành viên mới trong team Hồ Hoàng Family, đây cô Elizabeth. Hello. Trời ơi, nó bắt làm gì á? Qua chơi mà nó bắt làm gì á? Mọi người biết sao không? Tại vì á là chuẩn bị ngày mai đây là Ngọc sẽ đi Orlando trong vòng một tuần lễ. Thì đi để làm cái gì ấy, thì một chút nữa Ngọc sẽ ngồi xuống đây Ngọc chia sẻ với tất cả mọi người. Rồi bây giờ cô vô cái order xong rồi cô vô cái order import orders. Đó. Là bắt đầu nó sẽ import từ cái website vô tới cái máy tính của mình. Thì cô Elizabeth á, hồi nào tới giờ á, lúc mà trong cái thời gian mà Ngọc cho thuê nhà hoặc là Ngọc không có mặt ở Florida thì cô Elizabeth là một cái người giống như là gọi là property manager của Ngọc, là cái người mà giúp cho Ngọc, hỗ trợ cho Ngọc hết tất cả những cái gì về nhà cửa, về cây, rồi nói chung là tất cả về cái nhà của Ngọc luôn. Nên là hả, nói chung hai cô cháu cũng làm việc với nhau cũng lâu dài rồi, cũng rất là thân thiết, nên là hôm nay mà khi mà qua đây, mà khi mà Ngọc đi công việc như thế này trong vòng một tuần lễ đó, thì cô Elizabeth sẽ là người ở nhà ship hàng đi cho Ngọc để cho những cái mặt hàng này vẫn buôn bán kinh doanh bình thường mỗi ngày. Cô Elizabeth sẽ ship đi hàng đi cho Ngọc. Bây giờ là ngày hôm nay là ngày thứ hai cô Elizabeth qua đây, là ngày thứ nhất là cô qua một lần rồi. Cô bấm vô lại cái import order đi cô. Ủa sao nó bị gì ta? Manage profile. Cô hồi bữa cô qua là hồi bữa thứ ba thứ tư phải không ta? Ha, không, cô qua con hồi thứ hai. Cô qua con hồi thứ hai là cô Elizabeth qua, là Ngọc đã chỉ cô Elizabeth cái cách ship hàng ấy sao rồi. Hôm nay là cái ngày thứ sáu, Ngọc muốn cô qua thêm một lần nữa để coi cái công việc làm ship hàng sao cho nó thuần thục trước khi Ngọc đi. Dạ được đó cô. Rồi thì mẹ Ngọc thì đang chuẩn bị hàng đầy đủ, đầy kho cho cô Elizabeth ở nhà để cô có thể ship hàng vô. Mẹ Ngọc đang bỏ vô cái này là cái sụn vi cá mập của Nhật Bản cho chuyên cho viêm đau nhức xương khớp đó các bạn. Ai mà bị viêm đau nhức xương khớp hang, dập bẻ hang, tối ngủ ưa bị chuột rút hang, tê nhức tay chân, xương khớp của mình nhức mỏi nha, thiếu nhờn cho khớp là mình sử dụng cái sụn vi cá mập này. Rồi tất cả những cái mỹ phẩm hay là về cái nhụy hoa nghệ tây để uống cho giấc ngủ ngon, ngủ sâu. Ai mà bị mất ngủ, khó ngủ, tối ưa bị trằn trọc đồ đó, rồi uống cái này là ai bị cao huyết áp uống được luôn nè, tiểu đường uống được, bị rối loạn tiền đình hay đau nhức đầu thâm niên á là mình sử dụng cái nhụy hoa nghệ tây này. Một cái hộp này là mình uống được khoảng 2 cho tới 3 tháng, mình ngâm nước mình uống mỗi ngày y như nhà Ngọc uống mỗi ngày vậy đó. Còn đây là những cái tiếp trị mụn nè của Hàn Quốc nè, cho bụng bọc, mụn đỏ, mụn sưng tấy nè. 12 tuổi trở lên là mình xài được. Còn đây là những cái mỹ phẩm của Ngọc, như là serum được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây, trắng sáng da, căng bóng da, mờ thâm nám cho da của mình nè. Đó, đây là serum. Còn đây là kem ban đêm. Cô Elizabeth là có ghi ra tờ giấy đây hang, để cây viết ở đây tới cái step nào, bước nào quên sao sao là cô sẽ nhớ cô ấy ra cái này. Hello mọi người ơi, thì hôm nay là Ngọc sẽ ngồi Ngọc chia sẻ cho mọi người cái kế hoạch sắp tới của gia đình ha. Cái này thì gia đình đã biết lâu lắm rồi, từ hồi lúc mà chưa về Việt Nam, thì đã cách đây khoảng chắc 4 tháng về trước, 5 tháng về trước, thì Ngọc có dẫn chay đi casting, một cái buổi casting ở bên Michigan á, cái để cho, tại vì cái chỗ đó người ta tuyển diễn viên để đóng cho một cái bộ phim sắp tới đây của Noel nè. Nên là Ngọc nhờ tối cái Ngọc lướt Facebook, cái Ngọc coi thử, cái Ngọc nói để dẫn chay đi thử coi như thế nào. Cái dẫn chay lên đó thì mình cũng lần đầu tiên mình cũng biết casting là gì, thì người ta cứ phát cho mình một cái phiếu như thế này, gồm 4-5 câu hội thoại, xong rồi cái trong vòng 15 phút mình ngồi mình nói tới nói lui, thí dụ như Ngọc nói một câu tới chay nói một câu coi chay nói như thế nào. Nói xong rồi cái bắt đầu mình vô cái mình gặp cái chú đó, cái chú đó là cái người mà làm ra cái bộ phim sắp tới và những cái bộ phim từ hồi nào giờ chú đó đang làm. Rồi cái vô thì nói chuyện bắt đầu chay cái đó cũng bất cỡ, nhưng mà khi mà chú đó nói chuyện với chay, khi mà nó nói chuyện lại với chú, tương tác lại với chú, thì chú đó nói là wow, sao bé này mới có 4 tuổi à, mà tại sao có thể có cái khả năng nói chuyện, tại sao có thể tốt như vậy. Cái xong rồi cái là nói chuyện chút xíu thì chú đó nhận chay đi vô để đóng cho cái bộ phim sắp tới này. Thì hồi lúc mà ở Việt Nam đó thì một tuần á là có một cái chị đó, chị gọi điện thoại FaceTime qua cái máy tính,
thì xong rồi cái chị sẽ nói chuyện với anh Chay để tìm hiểu nhân vật diện Chay coi như thế nào, để chị ghi ra những cái câu hội thoại đúng với lại cái nhân vật của nó. Xong rồi cái chị nói là cành chỉ cho mình cách là cho Chay trong trường quay là phải người ta sẽ nói những câu gì để cho bắt đầu quay phim, rồi mình phải im lặng như thế nào, rồi cứ mỗi tuần là chị cứ FaceTime gì như vậy đó. Là cái Ngọc mở máy tính ra, ở Việt Nam cũng có làm, về tới Mỹ này hồi bữa là 4 tuần liên tiếp thì cũng có gặp hết nhóm, là trong cái bộ phim cái cảnh quay này là sẽ có 4 đứa mà Chay sẽ làm một cái nhân vật giống như Trang, như là trong Noel đó, là nhân vật giống như những cái chú lùng tí hon á, trong cái nhân vật mà trong ngày Noel á. Rồi thì là đã nói hết, và Chay đã có hết là 41 câu hay 40 câu, 41 câu gì cái hội thoại của Chay, cái câu thoại của Chay trong cái bộ phim đó. Và từ hồi bữa tới giờ là gia đình cứ tập, rồi cái cứ cho Chay học đó, bây giờ Chay đã thuộc hết rồi. Người ta chỉ cần mình là thuộc, chỉ cần Chay là thuộc hết những cái câu hội thoại đó trước cái lúc mà tới về ngày diễn thôi, là bây giờ Chay đã được thuộc hết rồi. Kế bên cạnh đó đó thì cái ngày cuối cùng của cái ngày diễn á, Chay còn quay một cái phân đoạn của một cái chương trình khác chung với lại một cái nhân vật, cái chú đó gọi là một cái celebrity của Disney, là Chay sẽ quay một cái khúc đó. Thì người ta mới vừa gửi cái đoạn hội thoại đó trong vòng một tuần, thì bây giờ Chay cũng đã được thuộc cái đoạn hội thoại đó luôn rồi. Cái đoạn đó cũng ngắn thôi chứ cũng như mấy dòng thôi, chứ cũng 10 dòng chứ không có nhiều. Đó là cũng thuộc luôn, mà bây giờ là gia đình đã sẵn sàng. Thì cái quay phim này đó thì Ngọc hiện tại là đang ở Florida, nhưng mà Ngọc ở Fort Lauderdale. Còn cái này quay phim thì mình sẽ quay tại Disney World. Disney World là nó nằm ở trên tốt ở trên Orlando á. Thì từ đây mà Ngọc đi lên tới đó thì cũng khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng ngồi lái xe. Bình thường thì đi lên Orlando thì các bạn biết là chị Ly, vợ của anh Quang thì ở Orlando, nhưng mà hiện tại thì chị ở Việt Nam rồi, nên là mình cũng sẽ không có ghé nhà chị. Và khi mà mình quay cái bộ phim này cho Chay á, thì cái bộ phim này là người ta có suggest cho mình, người ta có cho mình một cái khách sạn, người ta nói mình là nên ở cái khách sạn này, nó gần tới cái chỗ quay phim, thì mình book cái khách sạn đó mình ở trong vòng 5 ngày quay phim. Thì người ta có cho mình giờ giấc và những cái trang phục mà Chay cần để quay trong cái bộ phim đó. Các bạn nhớ hồi bữa Ngọc có mua mấy cái nón, với lại cái nón đội với lại cái bao tay đồ cho Chay không? Đó là một trong những cái phụ kiện mà Chay cần trong cái bộ phim này. Và cái bộ phim này thì người ta cần thêm là Chay phải mua một cái áo màu xanh như thế này, để ai cũng phải mua luôn bốn nhân vật đó. Trong cái phần mình cho cô chú coi mà, trong cái phân đoạn đó là phải mua một cái áo như thế này. Cái áo này là không được phép có bất cứ một cái nhãn hiệu nào trên này hết ha, không có được mặc cái kiểu trơn như vậy thôi. Rồi còn thêm một cái quần nữa, cái quần thì người ta bắt buộc mình phải cái quần màu này đó. Còn giày với lại nón, tất cả mọi thứ cũng không được cái nhãn hiệu gì hết. Và Chay quay, khi mà Chay quay phim á là cũng không có make up trang điểm, chỉ có cột tóc lên cho gọn gàng thôi, cho nó đúng như là một cái đứa trẻ, con đứa nít, chứ không có đồ hiệu hay là make up mắt xanh mắt đỏ son môi gì hết, cứ bình thường đó. Rồi thì hồi nãy Ngọc nói cái địa điểm là ở bên Disney World, thì nguyên một cái tuần nay thì các bạn thấy cả nhà không có đi chợ, là tại vì biết là xong cái cuối tuần này là mình sẽ đi rồi, đi lên đó quay phim cái tuần lễ mới về. Thì ngày hôm nay này là cả gia đình không ăn, không có nấu ăn, nên là mua đồ về để ăn nè. Đó, ba với Điều Quynh ăn rồi, Ngọc với mẹ, giờ là còn hai cái hộp này là của Ngọc với mẹ nè. Mùi vàng gì á? Trời ơi, đứa mẹ ngoại thấy ngoại mua mà nó không chịu coi, về con gấu nó bị giấy ở ngoài mày. Đó, về kêu bà ngoại khâu lại đây. Mà sao ăn cái hộp cơm này mẹ, hộp cơm này không biết ngon hay không mà ba với Điều Quynh khen dữ mẹ. Ba ngon dữ quá. Mà sao Điều Quynh khen nữa nha. Điều Quynh hỏi mua đâu mà hộp cơm ngon dữ vậy. Ngọc đi, Ngọc với mẹ đi công việc, cái xong rồi cái Ngọc đặt bút giống như bút ráp vậy thôi. Cái kiếm chỗ nào Việt Nam bút ráp qua để cho mẹ với cho ba với chồng Ngọc ở nhà ăn. Rồi, cơm nữa coi. Để quay gần lại hộp cơm cho mọi người coi rồi cái gì, ngồi tâm sự chia sẻ mọi người tiếp. Đây, hộp cơm này có trứng nè, có sườn nè, có nước tương nè, đó, bữa nay là ăn vậy thôi đó các bạn. Tủ lạnh của Ngọc thì cũng là ăn cũng hết đồ luôn, để chừng nào về tới nhà lại đi rồi bắt đầu mình mới mua đồ ăn lại đó, thấy không? Lại cái tủ lạnh này bây giờ mới nhớ nè. Mấy cái này nè. Mấy cái này là hồi đó ở Việt Nam á. Ở đâu rớt đây nè. Là hả, cái này là ở trong Hội An nè, mà hình như cái cô mà bán ở trong Hội An tặng nè mẹ nè. Cái bữa mà có con với anh Bảo chị Ngân đi á,
là cổ tặng á. Cái này nè là cái mà để dán lên tủ lạnh được các bạn. Cổ tên gì cái tự nhiên Ngọc quên, cô tên Hoa hay là tên gì tên cô mất tiêu rồi ta. Cô đây nè cô ơi, con có đem cái này của mình qua tới bên Mỹ hà cô luôn nè. Wow, đẹp quá. Thấy không, cô hình cô cái mặc áo dài. Rồi cái này là giống như là cái con rồng phun lửa nè, cầu rồng của Đà Nẵng, đẹp ghê không? Công phu đẹp phải không? Cái dán lên tủ lạnh. Ồ, còn cái này là cái hình của Vịnh Hạ Long, dễ thương không? Còn cái này là hình là đập xích lô chạy đi ngang qua cái cầu rồng, đẹp ha. Công nhận việc đây nè cô gái Việt Nam mặc một cái tà áo đó. Công phu thì này cô gái Việt Nam mặc tà áo dài nè, đẹp không? Còn cái này á là người phụ nữ Việt Nam nè, đi gánh lúa. Cho cô coi. Từ để mình cho cô chú coi đã. Cây nữa. Tại sao cô đi mẹ? Cô đi gánh lúa để cô cái lúa là để làm cơm này nè con. Cơm mình ăn nè. Còn cái này là truyền thống ở trong đèn lồng của nhà Hội An nè. Đẹp dễ sợ không? Tự nhiên cái nãy chồng Ngọc anh lục ra mới thấy á, wow, cái này cơm này ngon nè. Để bây giờ mẹ sẽ chừa cái trứng với lại cái một nửa miếng cơm cho chay ha. Chay mẹ mai xong cái đó rồi ăn luôn nè mẹ. Trứng này cho chay nha. Cơm này cho chay luôn nè. Hai mẹ con ăn hộp cơm mà đủ rồi. Người cái trứng. Trời ơi, cái miếng dưa leo gì nó bự dữ vậy trời. Miếng dưa leo này là... mẹ có miếng dưa leo rồi mẹ. Cái trái dưa leo gì mà bự gì, khủng quản vậy. Khủng quản. Mà vậy mà con còn ngon không? Không biết ngon hay già nữa đây. Đây nè, còn đây là sườn nè, sườn thì á hả? Hai miếng sườn. Ở bên đây nọc cơm lúc nào hai miếng sườn con ha. Dạ. Còn thêm món khác vô. Đây bán miếng cơm ngon không? Các bạn thấy ngon. Thịt xong cũng ngon nữa. Giờ chế miếng nước mắm vô, mắm vô sườn nè, nước mắm vô cơm ha. Mẹ ăn cơm ngon ba? Quá ngon. Trời quá ngon. Trời ơi, Trường Minh cũng ăn quá ngon luôn kìa. Quá ngon luôn. Này của Chay nè, để chút nữa Chay ăn đi. Này để ăn thử cơm đang sao. Chay đang đi. Ngày mai thì nói chung là 3 giờ mình mới check in cái hotel của mình. The check in is at 3, right baby? 3-4 giờ gì á, nên là cũng không có gấp gì đi hết. Tại vì ngày mốt mới quay phim mà. Ngày mốt mới quay phim nên là Ngọc muốn tới là ngày mai để cho mình ổn định rồi này kia. Chứ còn ngày mốt quay, ngày mốt mình đi nữa là chứ nó chật vật lắm. Để cho em nó thoải mái, nó khỏe, nghỉ ngơi vậy đó. Thoải mái tinh thần cha. À, cái bộ phim này á là mọi người mình không có coi được ở trên TV. Tại vì nó là một cái chương trình giống như gọi là Premier Plus. Thì cái chương trình này là giống y chang như là mình phải đăng ký, mình phải trả tiền hàng tháng thì mình mới được coi cái show của nó. Đó, để Ngọc lên Ngọc hỏi tụi con Ngọc có thể nào lấy một đoạn mà cái chay diễn á để đăng lên cái kênh YouTube của mình được hay không, thì để Ngọc hỏi thử coi. Sau khi mà được phim được công chiếu. Không biết có được không nữa. Nhưng mà Ngọc sẽ nhất định sẽ quay hậu trường cho tất cả mọi người cùng xem. Đây là lần đầu tiên mình biết được là cái quay phim của Mỹ sẽ như thế nào, cái hậu trường của người ta làm sao. Chuyên nghiệp hôm rồi càng kia vậy đó. Ngọc sẽ đi quay hậu trường cho mọi người coi. Khùng ghê thì cái chay. Để ăn thử miếng cơm. Cơm này hình như cơm này cũng là cơm tắm hay nào ngoại nè. Mời mọi người nha, quên nữa. Ngẩn nghĩ chay. Mất rồi. Mày đọc được cái tay ngoại hiểu chưa? Mẹ nhớ ngoài cẩn thận. Mẹ nhớ ngoài cẩn thận. Ngoài có đau không? Sao không đau, chảy máu rồi phải đau. Chưa. Thôi mà ngoại quá ha. Nó đi mo nó sợ ngoại lạc không. Chứ đâu cũng sợ mà ngoại lạc. Nó đi rồi ngoại lạc. Nó cứ giữ mình miết rồi ở nhà, tự nghiệp lắm. Ủa còn ngoại nó mất tiêu mà. Chứ đâu cũng sợ ngoại đi lạ. Được, thịt ướp vừa ăn, nước mắm được, ngon.
Chị 16 chưa? Rồi cái mình ra ở cái khách sạn ở gần cái chỗ quay phim, người ta có cho giờ mình rồi. Khi mà mình tới chỗ quay phim á là phải đầu tóc xong xuôi rõ ràng vô, tới đó chỉ là quay thôi chứ còn không có chuẩn bị ấy gì nhiều nữa đó. Tại vì phim này ấy chỗ dành cho nít á. Nó nhỏ nó không biết gì hồi hộp hả cậu ha? Nó đâu hồi hộp vậy mẹ? Nó chứ không có rung rồi đâu. Gặp mình mà nó đi thi cái gì mình rung lắm. Nó không biết gì đâu hồi hộp. Nó vô nó người tân nó chỉ là cần là chích nó thôi là nó ngon à. Đấy đó là ổn định là thoải mái rồi cô, là bắt đầu. Chỉ có là vô mà phải đàng hoàng chứ đừng có dẹo dẹo qua dẹo lại đấy. Nó cứ vậy nè. Tập với nó trời, tập với nó là muốn khùng luôn. Ổng mà nói chung cả nhà mình hay nói cực là cực cái vấn đề mà tập chân chay này kia đó. Nhưng mà không có chưa có dịp đi. Cho nên không có nói với ông bà cô chú nghe. Trời ơi. Phần thì mình dọn nhà, phần á thì tập tập cho nó mỗi ngày luôn. Mỗi ngày trời cho nên đuối lẫn đuối. Tại vì tại vì là khi mà diễn ra đó, tại vì Ngọc muốn nó đó. Ngọc muốn nó khi mà nó nói ra một cái câu trong lời diễn thì nó phải diễn tả theo cái lời của cái câu đó. Ví dụ giống y chang như là cái câu đó, thường thường là tôi không thích điều đó đâu, ví dụ vậy đi. Nhưng mà mình phải diễn khi mà lên phim, mà phim là mình phải diễn sẽ ai giống như là tôi không thích như vậy đâu, là mình phải diễn cái kiểu như thế nào, là mình phải kêu nó là làm như thế nào sao cho nó đúng với lại cái đó. Nhớ thì nó nhớ mà nó làm biết. Tới giờ mà chay học bài chay, mẹ giờ con đói bụng quá, chay học bài đi chay ơi, mẹ giờ con buồn ngủ quá, cái là bắt đầu nói được ba câu là bắt đầu nằm ngủ, cái con mặt nó gì nó cứ nằm nó ngủ. Từ rồi bữa tới giờ là người ta đưa cái đó cho mình là khoảng một tháng về trước, 41 chồng người ta đưa cho mình khoảng một tháng về trước, ngày nào cũng tập. Nice. Nó làm biến hả, nó đau bụng, nó khát nước, nó ngứa đầu, nó mỏi cổ, trời ơi, nó nói mình muốn khan tiếng nho luôn. Chicken is so good. Không, tập ở bên Việt Nam là tập khác. Tập ở bên Việt Nam là người ta chưa có đưa cái lời thoại chính thức. Mới về đây là người ta mới đưa cái lời thoại chính thức ở đây nè mẹ. So baby, this was a threefer. Chicken, pork, and steak ribs or beef ribs. Yeah. Beef short ribs. I was trying to get her to try some of the chicken. It's so good. Where's my toy? What toy? I don't know. Where's my lipstick? Mẹ đâu biết. Oh, the three layer lipstick? Yeah. Oh, so good. I'm not sure. So good. But there's your rice. Why don't you eat a little bit? Oh. Cái cơm này hộp cơm này giống hộp cơm tấm nè. Hộp cơm. But yeah, real good today. Đó, who's here, baby? It's easier with the scissors. Không, đã mang rồi, mang rồi. Rồi xong rồi tới bắt đầu cái đi về quay phim xong đi về chờ cho tới Noel người ta chiếu cái phim đó ra. Hy vọng là cô chú ủng hộ chay cho cái bộ phim đầu tay. Cái này thì giống như cũng muốn cho nó một cái cuộc dạo chơi cho vui vậy thôi. Did it cool off again? Okay. JD, we're gonna go on a bike ride tonight. But we're lipstick. Miếng sườn không có quá mỏng mà cũng không có quá dày nên ướt lên thấm. Gotta live that. Go ahead, baby. Nên là Daddy, can I see her shoe? Còn giày của nó mang nữa. Which one? Một là trắng, hai là đen. Yeah. Không được có thấy hiệu hàng gì trên đó hết. Nè, đôi giày là đôi giày màu trắng vậy nè. Đó, không có thấy hiệu, không có hiệu gì hết. Nhưng mà như Ngọc đã quay ở đầu cái video á, thì cô Elizabeth sẽ là người ship hàng cho Ngọc mỗi ngày. Nhiều lúc như vậy là Ngọc nhận được những cuộc điện thoại mà mua hàng. Trời ơi Ngọc ơi, chị thấy em dọn nhà nhiều quá nên tưởng em chưa có bán hàng lại, nên chị giờ chị mới mua. Em theo
Rồi hả? Không phải luôn rồi. Đi đâu người vẫn người đi. Gì đó? Rồi sao ta? Không. Còn bữa em ở Michigan, giờ em dọn về Florida nó gần hơn rồi, giờ chị mới mua hàng. Nhưng mà Ngọc là Ngọc ship hàng toàn lúc. Free shipping, miễn phí shipping toàn lúc luôn. Một hộp nhị hoa ngày tay Ngọc cũng ship và cũng miễn phí ship luôn. Và ngày nào Ngọc cũng ship hàng ra chứ Ngọc không để hàng tồn. Ngọc ship hàng mỗi ngày. Không có Ngọc ở đây ha, có Ngọc ở đây. Dù quay video Ngọc có bận cái gì, Ngọc có làm cái gì, Ngọc vẫn nhận điện thoại và nhận order mỗi ngày. Đó, chứ còn không phải mà mình dọn nhà cái mình nghỉ bán hàng thường lễ một tháng, không có. Ngày nào hàng cũng có ship ra. Chỉ có chủ nhật nghỉ, bưu điện nghỉ là Ngọc nghỉ thôi, chứ còn bưu điện còn làm là Ngọc còn làm. Nên là cô chú anh chị có mua hàng á, liên hệ với Ngọc nhé. Ăn chất cơm này cũng đủ giường ngon. Cơm ơi. Ngon không? Cơm ngon không? Quên. Quên mất. Nhưng ai cũng ghen ngon mà giờ tự nhiên hỏi ngon không quên vậy. Ừ. Vinh nhìn thì Vinh thấy ba ăn còn hết trâu luôn. Nó đã mà, dĩ vậy ta. Ừ. Tôi lấy muỗng rồi mình lấy muỗng. Ăn muỗng nào, muỗng nào. Thôi. Ăn muỗng bự. Ăn muỗng nhà mình với... Ủa gần chay nó đóng phim rồi con mặc đồ gì mẹ? Để giúp con. Đúng gì? Ừ, ngồi đây lại. Thấy mẹ mặc đồ gì đẹp. Đó, cái này ngồi đó. Mẹ mới mua phải không? Dạ. Lớn già đầu chưa biết mặc áo nữa. Mẹ ơi, quá đẹp. Con có đồ cái này được không? Được. Con có đồ cái đầu này được không? Dư biết cái lịch trình nó như thế nào. Rồi có ghé Disney World để cho mọi người coi được hay không. Nên là đi tới đâu rồi Ngọc sẽ quay tới đó cho mọi người xem ha. Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Tối cho cả nhà. Cơm hần cháo chợ. Cơm tối vậy, ở đây mình dĩa. Dĩa cơm là nói hả, đồ ăn nhiều dữ lắm. Cà để ra. Nãy mà không chi cho ăn cây là có ăn hết không? Mẹ ăn cũng hết nữa nè. Chút rồi. Lấy đồ ấy ra. Ừ. Con chưa chọn đồ con luôn á. Vậy hả? Chưa chọn gì á. Mẹ chọn xong rồi. Để bên đây bớt đi. Đồ mẹ bà chọn xong hết hả? Xong hết rồi. Ngày làm chút vậy đó. Ngày cái suy nghĩ coi bận bộ đồ gì chứ em. Chọn ra. Đúng là nhà Ngọc là những chuyến đi á. Nhà là những chuyến đi. Đi ủng hộ tinh thần cho cháu ngoại mình cả nhà ơi. Nói lắm. Nói lắm như nó 18 tuổi. Ủng hộ tinh thần đó. Đi làm như đi thi cuộc thi gì ghê gớm. Không lẽ chứ Ngọc đi Ngọc với cho bè với ba đi cho biết. Cũng đi vô Disney World mà. Chứ ba mẹ nhà làm gì? Ừ. Sao mệt? Ai cũng đi đó. Ừ. Ai cũng đi đó. Nói gì cũng đi hết. Có gọi áo cái phương không đó, cậy mua cho nó bận. Trang thì biết mắm rồi mà. Ừ. Dưa chua. Mẹ thích ăn cơm với nước mắm cơm tắm dưa chua. Còn không thích ăn gì chưa? Ba cũng không thích, anh Bảo cũng không thích ngộ chứ. Mình mẹ thích à. Bởi mình làm chủ kiệu ra chị Ngân cũng không thích nữa. Nhưng mình mẹ mà tại mẹ thích làm. Rồi không ai ăn rồi mẹ cũng đâu có nhớ để ăn cái cũng còn y. Xin mời mọi người nha. Thôi giờ thôi mẹ ăn dĩa cơm đi. Thôi bây giờ Ngọc sẽ xin kết thúc cái video clip tại đây. Một chút thông báo cho mọi người về những gì sắp diễn ra. Và giờ trong thời gian tới ha.
cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng là mọi người sẽ theo dõi cái chặng đường hậu trường diễn viên nhí đóng phim sao ha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye, xin chào tạm biệt cả nhà.